Quả đào là cây này. Mọi người cứ ngắm với mình. Ngắm nhá. Rất là đá rồi mình nghe. Hai cây một chỗ. Một cành. Đó, cả nhà mình thấy quá là phê, quá là đá luôn. Quá là đẹp. Đợi cái này một bông con này. Hello mọi người. Hôm nay làm ăn ở trong rừng là 4 ngày nay rồi. Mà mãi thì đi tới đoạn này thì Manet có thấy được hôm nay Manet được hái là một cây linh xuân, một dẻ giá hạt thân tím. Và giờ hiện tại đang gặp một cây linh xuân 3 lá, 4 lá. Chuẩn bị cho Ita Madavid chuyên môn vít hàng hóa. Vít đồ chơi. Đấy. Cây kia 4 lá cũng khá ok một người. Cành khô thì sẽ lấy được nguyên bản. À, hôm nay thì cũng được ít lan thôi. Như rồi. Hả? Chưa gì mà đã rên rồi à? Chết chết thế này. Đấy. Và đây là thành quả của ba anh em đi từ sáng rồi mọi người. Được hai cây và cây này là bắt đầu là cây thứ ba. Đây mọi người. Đấy. Cây cặp cho mọi người ngắm. Đây là một cây linh xuân. Cây này thì nó bị như thế này thì nó nét buộc vào. Cây này thì cây tiềm năng, cây lực nhá. Cây này cây giá hạt phi điệp này. Thân tím này. Lá nhìn ở dưới tướng đứt quỵ đứt biến nhá. Đó. Đấy. Chung là nhìn như đứt biến đứt quỵ á. Hai đầu đọt nhá. Thôi kệ. Cứ chơi hàng bình thường nó quyền thôi. Đấy, giờ thì đang tiếp tục lên. Nấm à? Nấm kệ nó chứ. Về thì mấy bác châm là nó hết nấm liền. Đẹp không như là mơ liền. Cây này thì cũng khá là thấp. Tại ở đây là trên đồi á. Đồi cho nên là cây nó cũng khá là thấp mọi người. Đó, kia là suối. Và kia là rừng rập Amazon. Ở nơi kia có voi và cọp và thứ mê may vân vân. Đấy, đằng này lan xuống này. Quần thì rách. Cứ gõ vào cay cay. Đấy, trời ơi, quá đẹp luôn. Đẹp luôn. Lá chân thì nấm, lá đọt thì quá đẹp luôn. Đấy, giờ thì anh em hết sẽ chặt thế này nữa là cho nó gọn và mang về thôi. Chà. Đây mọi người, hàng chuẩn bị xuống nha. Bàn lá to. Bàn lá to, bàn lá dày chuẩn bị xuống. Xuống nha cả nhà mình ơi. Được. Như là vướng cái tre cái lê gì đó rồi mình. Rất là vướng cây. Nó vướng cây lê, cây gì luôn, cây trúc nha mọi người. Tùm lum tùm la luôn. Đang chuẩn bị xuống dưới. Nhưng mà vẫn còn vướng cả nhà nữa. Bị xước lá rồi mình ơi. Cái là xước lá. Tô vậy. Sao vậy? Bị bay luôn. Quá là đẹp luôn. Cái này lá tay trâu gì? Cái này lá mít này. Không phải lá tay trâu đâu nè. Có đan rồi. Lá sừng trâu. Lá sừng trâu. Giờ cũng có lá sừng bò.
Quả lá xương bò ngon hơn. Khuôn mặt đưa đấn, thiếu men, thiếu rượu. Không có rượu thì buồn nôn. Sắp chết rồi. Đó là người anh em của tôi. Cái này quá đẳng cấp rồi mọi người ơi. Quá đã. 4 cặp lá. Quá to, quá khủng luôn. À, một cây này nữa. Cũng to nha mọi người nha. Tí trên kia là mọi người ơi. Tí nữa mình sẽ quay cho mọi bạn coi cây lan nha mọi người nha. Hàng đã xuống đi cả nhà nha. Bản lá to. Quá đá luôn cả nhà mọi người. Đã đưa xuống hàng. Và cây này là 2 cây ở chung một chỗ. Quá là đá luôn anh em ạ. Đó mọi người thấy chưa? Nhưng mà lá nó xệ một tí. Nhưng mà không sao đâu anh em ơi. Cũng đẹp. Cũng tập ổn. Ngày hôm nay đi chắc là trúng kinh trúng bái rồi mọi người. Hello. Hello, xin chào mọi người nhá. Lại là mình đây. Vừa trèo lên cây khá là cao. Đã gặp một em đai trâu khá là vip nha mọi người nhá. Cây này rất là đá cả nhà mình ơi. Cây này thì tầm 3 cặp lá mọi người nhá. Bây giờ em sẽ quay cho cả nhà mình coi. Đây mọi người ơi. Đó. Cây cả nhà mình nhá. Đó. Cây khá là cao. Em không thể với tới được. Và ở dưới kia anh em đang chờ đợi mình nhá mọi người nhá. Trời ơi. Nóng nóng thật mọi người ơi. Đây nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Hello, ta mới chào các bác nha. Đây là nhà. Chúc cả nhà khỏe nha. Hôm nay thì mấy anh em đi hai tốp thì về được lan bao nhiêu đây các bác? Lan Manet thì được ít và lan máy của em thì được nhiều. Hiện tại thì Manet có cầm cù này, lá trái tim, lá mít và lá đồng tiền. Đấy, và có Linh Xuân gọi là Đai Châu Ngọc Điểm. Nói chung là nó có 3 tên, 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam mình á. Và em hiện tại có một cây kẻ đột biến nha. Đột biến kẻ đen. Nói chung là cũng gọi là đột biến. Đấy, thì hôm nay khá là rẻ luôn mọi người. Đó, lan thì thật sự là rẻ không có chỗ nào mà chê nhá. Cây to đùng mà có mấy trăm nghìn thôi chứ không có tiền triệu. Nói chung không có cây nào tiền 500 đổ lên nha, toàn là 400 đổ xuống thôi. Đó, và có đơn này là đơn tổng hợp, có bảo hỷ này. Đó, có bích ngọc, có sóc, có kiếm. Và đơn này càng tổng hợp nhiều hơn. Cái này có cả tam cái gì ta, nhất điểm hồng này, xương cá này, nói chung rất là nhiều món nha. Và cái này thì can diệp, lan ma, chương bướm này, hổ bì này. Đó, và có cả phi điệp giả hạt luôn. Bây giờ thì Manet sẽ lên đơn. Cái hình đầu tiên, cái hình này thì hình số 4. Hình số 4 là nó chung với cái cây cầm cù, lá trái tim, lá đồng tiền nha. Đó, nó đang nở hoa này, hoa thì rất là thơm nha, nó đang nhú thôi. Đó, nó nhú ra hoa thôi, gọi là ra mầm thôi. Tại vì cái đó thì cũng một năm nó ra 2-3 mùa. Thì đầu tiên hình số 1 là 350k cho hình số 1 Đai Châu. Đó, cây này thì cây tiềm năng, cây lực chưa cho hoa nhá. Đó, cây thân rất là to này, ngón tay cái của Manet này. Đó, cây này hiện tại thì được 8 lá. Đấy, chỉ có 350, mọi người cứ nghĩ đi, sưu tầm cây này. Đó, đúng bài luôn, quá tuyệt vời. Hình số 1 này. Và hình số 2, 250 cho 3 cây, có 2 cây lực và 1 cây bản lá ngắn, dày. Đấy, 1 cây này, cái này thì về trà rửa nữa nha, là đúng bài nha. 1 này, 2 này. Đó, cây này, cây tiềm năng, cây lực này, 2 này, 3 này. Đấy, đó, quá đúng bài luôn nha, 3 cây. Hình số 3, cây to không mà bị lỗi nha mọi người. Cây này là lỗi nhiều, cây này lỗi ít này, rất là to nha. Đó, tay Manet là biết rồi, tầm này. Mà cây này thì được 3 cặp lá này.
Đó, có 250 thôi, hình số 3 này, một cây này, 1 2 3 4 này, 5 6 7, 7 lá với đọt nhá. Đó, cây to không á mà giá rất là rẻ nhá, cho mọi người về sưu tầm để chơi Tết. Đó, đây. Đó, bản lá mít lên chỉ thiên rất là đã luôn, mà cây này thì bị lỗi lá như thế này, nó lỗi tự nhiên thôi. 1 2 3 4 này, 8 lá, tính tổng thể nó là 8 lá luôn nhá. Mà có 250 mọi người cũng biết rồi đó. 250. Quá rẻ luôn nha. Và hình số 4. Hình số 4 là 200k. Có cả cầm cổ lá đồng tiền luôn nha mọi người nha. 200k cầm cổ đồng tiền luôn. Một khúc này, hai khúc, ba khúc, bốn khúc, năm khúc, sáu khúc, bảy khúc, tám khúc, chín khúc. Đó. Cả lá mít lá đồng tiền nha. Và cái khúc này thì rất là to. Về mọi người về bỏ chậu đây này. Đó, cái này thì không phải nha. Cái này thôi này. Đấy, 200k cho hình số 4. Và hình số 5, 250 cho hình số 5. Một cây này. Đó, cây nào cũng ok hết nha. Hàng giống gì có một đơn kia là hàng giống chip. Đó, 2 này, 3 này, bản lá này, rất là đá luôn này. 4 này, cây này thì có cả lan 4 này. 5, có cả lan ruồi luôn, Linh Xuân và lan ruồi này. 6 này, 7 này. Đó, và hình số 6, 250 luôn. Đó, một cây lực này. Cái này thì nó như đột biến đột quỵ này, mọi người cũng thấy rồi đấy. Cái này chính xác nó là đột biến, nhưng mà nó chỉ lên được một lá thôi. Đó, nhưng mà bán giá rất là ok luôn nha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, và hình số 7, hình số 7 cũng 250 luôn. Đó, cái này thì vẫn to hơn cái kia. Đấy, bản lá này rất là ngắn đẹp luôn. 1 này. Cái này thì bị cụt này, lá to này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, ô lá rất đẹp luôn, 10 này, hình số 8, hình số 8 là 250 luôn, hình số 8 này rất là nhiều cây nha, ô cây giống rất đẹp luôn, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, cái này thì có 3 đọt nha mọi người. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này. Ôi. Và hình số 9. Hình số 9 là cũng 250 luôn. Đó, cho hình số 9 một cây này. Ồ, cây to to không nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Ồ, 5 khúc này, 250 này. Và hình số 10, hình số 10 là 250 luôn. Cho một cây to nhá. Một cây thì bị lỗi nhẹ cây to. Cây nhỏ thì không lỗi nhá. Đó, cây nhỏ này bị lửa hơ thế này thôi. Một cây này, hai cây này. Đó, quá tuyệt vời luôn. Khúc này. Đó, hai cây này. Và hình số 11 cũng 250 luôn này. 1 này. 2 này. Đấy, 3 này. 4 này. 5 này. Đó, đúng bài luôn, cái này thì bị lỗi nhẹ đây. Và hình số 12. Hình số 12 hàng này còn khủng hơn nữa. Đó, 250 này. Thân dừa này. Đó, wow, một cây này. Hai cây này. Bản lá to này. Quá đã luôn. Ba cây này, có nguyên khúc này. Chất chơi người rơi luôn. Đấy, có 250 thôi. Và hình số 13 250 luôn cho một cây này. Mọi người cứ tưởng tượng là nó to cỡ nào đây. Đấy, một gang này, hai gang này. Đấy. Một cây này. Đó. Hai cây này. Cây này thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 lá luôn cơ. Đó, và hình số 14 cũng 250. Một cây bản lá to này, ngắn rất là đẹp luôn, lá to quá đã luôn. Hai này. Tư thế này bất thình lình luôn nha. Ba này, có bộ rêu luôn. Đó, bốn này, cây này xéo xoắn lá tùm lum luôn nha. Năm này. 1 2 3 4 5 này, 6 này. Đấy. Và hình số 15 cũng 250 luôn.
cái hình số 15 một cây này. Đó, cây này thì 37 lá này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Đấy, 5 cây này. Và hình số 16 250 luôn cho một cây này. Đó, một cây này. 2 cây này. Quá đã luôn, 3 cây này. Cái này không biết là bồng con hay bồng gì. Đấy, đang ra lát đột này. 3 này. Và hình số 17 này. Đó, 250 luôn cho một cây này. 15 mít rất là đá luôn. 1 này. Cái to này. Wow. Quá đá luôn. Và hình số 18. Hình số 18 là 250 luôn. Có một cây vàng chanh. Đó, 1 cây này. 2 cây này. 3 cây này. 4 cây này, cái này một cây vàng chanh này. Đó, 4 cây này. Hình số 19 này, cũng 250 luôn. Cho một cây này. Đó. Cái này là lỗi đây rồi, cái lá này chắc mà nó cũng bứt ra nhá. Đấy, tại vì đằng nào thì tới tay má mấy bác nó cũng rụng à. Đó. 2 này. Bản lá to này. Đấy. Và hình số 19 rồi, hình số 20, 250 cho mấy cây tiềm năng hết nhá. Bản lá to, cái này có cây con ở dưới nữa. Đó, bản lá to này. Đó, 1 này, 2 này. Mấy cây tiềm năng này, lực này. 3 này, bản lá này, đã chưa này. Đó, hình số 20 này, hình số 21. Hình số 21 là 150 cho phi điệp giả hạt, 2 đọt. Đó. 1 này, hình số 22, 250 luôn cho Linh Xuân. Một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này. Đó. Và hình số 21 rồi 22, hình số 21, 22 này, hình số 23, hình số 23 tổng hợp 3 món. Đầu tiên là cây này là hố bì, mọi người muốn xem mật hoa thì Mai sẽ gửi mật hoa nhá, rất là đẹp nhá. 2 này, rời này, 3 này. Y như nhạn nhá mà không phải nhạn nhá. Đó, 3 này. 4 này. Đấy. Và cây này nữa là can diệp lan ma này, 1 này. 2 khúc này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này. Đó, tiếp tục vào làm trứng bướm nữa. Một khúc này, một đọt, hai đọt, 3, 4 này. Đó, hai khúc thứ hai này. 1 này, 2 này, 3, 4 này. Khúc thứ ba nữa. 1, cái này rất là nhiều nhá. Đó, và cái rời nữa đây. Đó, và rời nữa đây. Khúc thứ tư này. Có cả rời kia, khúc thứ tư là 1, 2, 3, 4 đột luôn. Đó. Và hình số 24 là 350 cho một cây bản lá rất là to ngắn nha. Cây này thì bản lá nó phải tầm 6 cm nha. Đó, bản lá này. Đấy, cái này thì lỗi đây nha. Đấy, cái này thì được 7 lá với lá đột, quá đã luôn. Đó, giá rất là ok luôn. Và cây to này hai hình 25 300k cho 7 lá đột. Chiều rộng của nó này. Đó, cây này thì không lỗi, quá đá luôn. Đó, lỗi như thế. Đấy, quá rẻ luôn. Và hình số 26 có 250 cho mấy cây. Nói chung là nó nhìn không đẹp mắt, không đẹp mắt nhưng mà cây rất là to. Nói chung là cây rừng tự nhiên. Nó sao là chia sẻ mọi người vậy á. Đấy, một cây này đã cho hoa quả này. Hai cây này. Và hình số 27 250 luôn cho một cây 5 mít. Rất là dày, to, ngắn, lá chất lượng luôn. Một cây này. Cây thứ hai là cây lực tiềm năng này. Ồ, ấy, đúng bài luôn. Và hình số 29, 28. Hình số 28, 250 này. Cho một cây này, lá mít rất là đẹp luôn. Ồ, một cây này. Cây thứ hai này. Quá đá luôn, thân dừa này. Ồ, và hình số 29, 450. Cho một cây vàng chanh rất đẹp, 1, 2, 3, 4, 7 lá, rất to nha, cây này nha, đá luôn. Ồ, quá đá luôn mà chỉ có 450, trời ơi.
mừng rớt nước mắt luôn, gọi là thái lan mà bán lan cho các bác. Cũng khá là tuyệt vời. Giá khá là ok nha, hình 30 150k chục quyết tím, rất là nhiều cây nhá. 1 cây này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, rồi này, 6 này, 7 này, 2 đột này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 55 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này. Đó, và hình số 31 200k cho một cái sóc này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đá luôn cho cái sóc rồi này, quá đá luôn. Wow, rụt rịt luôn. 4 này, 5 này. Đó, và khúc thứ 6 thì bích ngọc một mẹ một con bản lá thì chất lượng luôn. Đó, và khúc thứ 7 là bảo lan kiếm, kiếm ngắn lá rất là bụi này, rất tuyệt vời luôn. Và hình số 30 bắt đầu hình số 32 400k cho một mẹ như một con. Đó, một mẹ một con bản lá này to chật vật luôn nha. Đó, cây này thì được 7 lá với lá đột, lá thì không lỗi nhưng mà nó con keo không được ăn nắng. Cái này là bị cây le nó trà, đó, bị bể đây nhẹ đấy, chỉ có 400k một mẹ một em. Và hình 33 là hình cuối cùng, là hình tổng hợp có rất là nhiều loại nhá, 250 thôi, cầm cổ lá đồng tiền 1 này, đó, 2 đuôi đũa, 3 cái lan này thì Manet cũng chưa biết tên này, đó, 4 cái này là xương cá xương rồng này, 5 này xương cá xương rồng luôn này, 6 cái loại này thì Manet nói là chưa biết tên này, 7 cái này là họ hàng sóc này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, đó, 12 là nhất điểm hồng, bụi khá là to, ra hoa rất là đẹp luôn, gọi là rực rỡ luôn. 12 nhất điểm hồng này, 13 này nhất điểm hồng này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, đó, và cái này là Trường Sơn, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này. Và toàn bộ còn mưa bảo hí là 11 đọt nhá mọi người, 11 đọt bảo hí này nhá, hết tổng thể này. Đó, và Manet xin cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị của mình đã ủng hộ Manet nhá. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ ạ. Chào mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo nhá.